Mày có đến nhậu xấu không? Tại vì làm mà mình không thường thường không biết sao. Mấy người làm không đạt rồi ta cứ tham ăn. Dạ. Yeah. Nói chung là mình cứ tham quá là không được đâu. Nó vừa thôi sẵn lượng thôi. Cũng như mình vậy, cái sức mình đánh có 50 kg mà để đánh 100 kg gánh sao nổi. Thì nó nhanh chóng nó tuột lắm. Nhiều người họ cứ làm này, họ cứ nghĩ là kỹ thuật lấy mũ là phải nhiều thì mới là giỏi. Ừ, nó hiểu nghiệm rồi. Ra là lấy nhiều lấy được có 2-3 tháng rồi nó tuột liền cái gì. Rồi bởi vì nó hư cây nó cũng dần đỏ mà rồi mình làm không được rồi mình bất mãn. Cái này lấy là để lấy thời gian dài. Mình quân đi. Lấy mình quân thời gian dài nó làm rất nhiều. Lấy vừa sức cây thôi, tối đa cái sức của nó, nhưng mà nó vẫn hơn cậy truyền thống nhiều. Thì mình... bây giờ dạ. Tôi nói cho anh nghe, bây giờ như thí dụ giờ mình tính đi, thí dụ giờ mình làm một năm vậy là bao nhiêu, rồi mình cạo được bao nhiêu năm, nó phải nhiều hơn, dạ. Thời gian nó dài hơn thì nó lượng ngủ nhiều hơn, còn mình chăm sóc mình giờ mình thí dụ giờ mình làm mình ăn nhanh thì mình phải bỏ ra cái công chăm sóc nữa, thì rồi là mấy năm đầu cũng có ăn đâu. Còn cây giờ nếu mà làm đạt đường dày á thì mà tính ra cây đưa 4 giờ của anh mà cây này mà đưa 4 đúng không anh? Nó mà tính ra là bây giờ cây to nhờ. Ừ. 2 năm làm khí cây to hơn cây cạo truyền thống nhiều đúng không? Cây cạo truyền thống mà đục lên 2 năm là bây giờ cây đâu. Giờ cây nó nhỏ xíu rồi. Không lợi đâu, nó mất vỏ rồi, nó không có lợi đâu. Là nó không lớn nữa. Lợi với bằng cái mình lấy đâu. Nên cây đưa 4 mà giờ cây cỡ này thì mũ nhiều lắm nè. Thì bởi vậy cây to to không? Nó cạo nhỏ xíu á, cạo nó dữ dằn luôn. Nên áp khí mà rơ 4 mà áp khí được á thì cây to khủng khiếp. Bởi vậy. Cái thằng lại qua thằng Tường đó mày đi tuốt mãi mày coi lại qua mày coi. Tuốt. Hôm nay là cái vườn này mũ khủng nè anh. Ừ, hôm nay được. Hôm nay mũ khủng luôn á. Đây là hoa quân cây rơ 4 mà to vậy là mũ là khỏi nói rồi, khỏi chê. Lá là không có nói. Chứ mình cái năm lá là quá xum xuê luôn. Chưa kinh nghiệm lắm nè. Dạ. Nó thấy là vàng vàng lá đồ coi ngon lành hơn. Lá giờ trong lô không thấy nắng luôn mà. Đấy, giờ là bịch thích nhờ có đa ra ngon nữa đó. Ừ. Nó đang bún ra ngon nữa đó. Dạ. Ở nên cái cây năm nay là nó tương đối chứ nó không có đến nổi mà nó đèo đâu. Năm nay sản lượng cái vườn này em nghĩ là đạt quy khô mà chắc tầm khoảng chắc cũng phải 4-5 tấn á. Bởi vì cái vườn này chắc có nhiều à. 4-5 tấn á. Chào cho mấy này làm nấm. Làm nấm cái xong cái cài cái giả diêm. Dạ. Giả diêm vô cái mình đúc nó. Đúc diêm vô cái mình quánh cho nó nên tận từ đây tới tháng 8, 9, tháng 10 cho nó đầu quýnh cái đang diêm nữa. Thôi nên tranh thủ. Tranh thủ vô mấy này nó làm nấm tôi kêu làm đại. Hôm nay em mang cái bộ áp khí mới để anh thử làm và anh cho cái nhận xét so với cái loại cũ. Không, cái này thì được hơn, cái này thì nó theo tôi nhận định á, tôi chưa ấy nhưng mà điều tôi thấy cái đúc lớn này nó dễ làm hơn nè. Dạ. Cái đúc lớn này biết sao nó làm nhanh hơn, đóng nó không có bị xì, không có sợ. Ví dụ cỡ mình xì đi chăng nữa đó. Cái mình lấy cái cây kẽm cái gì đó. Dạ. Mình móc cái ruột ra cái đầu của mình đi à. Mình dạ. Rất là... Cái này khi mình giờ nắp chóp á, mình cứ tháo cái túi này ra nè, rồi mình cất vô trong cái bọc á. Và đến khi mình bơm khí là mình mang cái bọc lên người, mình vừa bơm tới cây là mình đút vô thôi. Mà cái cây nào xì mũ là mình phát hiện ra liền, mình lấy cái kẽm mình móc nó ra là xong. Bởi vậy nó dễ hơn. Nó nhanh hơn, chả có khắc phục, chả cần đóng lại cũng được. Không đóng lại đâu, cái này dạ, đóng lại chi, mà đóng lại khơi vô tư. Dạ. Đóng thay vì cái kia mình sợ nó tràn tu khí là mình thấy rất dễ. Dạ. Con này mình khỏi có khởi sợ tràn đi. Nếu mà nó tràn hay chăng nữa, lấy cọng kẽm ngoi ra cái đầu cái lỗ này nó bóc. Đó đi. Quẩy. Trời trời, nó làm chậm rồi, nó đỡ thường rồi, sao cầu sâu vậy? Nó vừa thôi chứ. Cạo nó vừa tới cái lớp da nó mới hút được chứ. Cái giống rêu của anh thì nó bị bong vỏ nhiều nè. Ông bỏ từ trước cái áp khí chứ không phải là kia, nên cái phần cạo da me nó cạo hơi nhiều. Bởi nên này cái nó mình dở nó yeah. Cây thì nó bông quá không biết, tôi cũng hiểu. Này chắc phải xịt thuốc à. Tại vì bữa đó có ông yeah. Gì ông nói anh Sơn là... Sơn anh làm cũng chuyên về cao su. Bởi vậy này mau hơn, đóng mau hơn nhiều lắm. Mau hơn nhiều đúng không anh? Đúng rồi đó, mau hơn nhiều lắm. Cái tầm cây này cũng cao nè. Ừ cây này cao nó khó đóng, điều này mau lắm. Đóng này nhanh hơn nhiều. Ưu việt hơn dạ. cái nó cũng nhỏ mình nhiều là thời gian nó đóng rất là nhanh.
Cái này mà nếu mà cây mà lại qua rồi ha, mà không có bị ha, không có bị bông vỏ nha ha. Dạ. Đóng đi thôi, đi gắn rẻ dữ lắm á. Nếu mà mình không có bị bông vỏ, còn cái này nó bị bông vỏ thì mình phải cạo nó hơn. Thôi thời gian nó hơi mất chút. Rồi cái áo. Để tôi cạo, tôi gài nút lại cho đàng hoàng, kệ gài dính cái nút rồi sao cái toàn không chết à. Tôi cắt mấy cái đó rồi bỏ đi. Nhìn cho sexy anh, hấp dẫn. Ôi trời, mày làm sao mày lên mà trên đó người ta cười đâu có nướng, cả số cả đất nướng luôn. Không, cái này là mau mà, tôi nói cái nào ưu việt, cái nào không ưu việt. Tôi bằng tôi nhận định rõ ràng. Này là để... Ồ, cái rêu mà to kiểu này chắc phải 2 tô mũ quá. Rồi, cái này có khi 2 chén luôn. Cũng hả. Cái vườn này năm ngoái là sản lượng bao nhiêu cây, sản lượng bao nhiêu anh? Cái này nó 400 cây đi khoảng chừng 120. 120 ký. Đất không có bằng cái đất rẫy đâu. Dạ. Đất rẫy nó mới dưới cái đất là màu mỡ như nó dạt xuống hồ á. Là mấy ổng nói nhiều mũ lắm. Bởi vì mấy cái tướng làm nấm đó nè. Dạ. Nó đất chứ trời đất là mất thới của đất này nó bạc màu dữ dần lắm rồi. Đất này chưa giờ bạc màu. Không có còn cái chất màu mỡ nữa. Thử ra nó không có bằng đâu. Cái này nó hơi bông vỏ này. Cái này đóng rất là dễ. Cái này đóng khỏe lắm trời. Mấy cái ông mà là không biết làm cái này là nên làm cái này nè. Thiệt, nó thiệt luôn. Không biết làm nên làm cái này. Không bao giờ sợ xì tu khí. Dạ. Sợ ưu việt cái đó. Chứ còn hôm mà cái túi nhỏ, lúc nhỏ tôi nói không ưu việt, không ưu việt. Nó cực lắm, nó cực hơn cái thằng này. Nhiều. Thằng này nó ưu việt cái nhiều. Thì trong quá trình làm thì bên em lúc nào cũng có sự cải tiến. Đấy, cải tiến vậy mình cải tiến sao mình cho nó nhẹ, thời gian bớt. Cái gì cũng vậy mà hãy nó rút ngắn được thời gian là ta làm thái. Cái mẫu này là có từ năm ngoái rồi. Bởi vậy. Dạ. Năm ngoái hồi đó tôi cũng không có coi, tôi nói chắc tôi tính nó gió chắc nát rớt luôn, không cũng nắng. Nhưng mà khi mà mình thấy rồi nó không có gió nào nổi. Bởi vì sợ nó trống á. Dạ. Trống sợ nhiều khi mình làm là nó ngoài trống quá lắc cái mất rớt mất cái túi khí á. Dạ. Nhưng mà sau này thấy nó không có rớt rồi. À lúc đầu anh nghĩ là nó sợ nó rớt cái túi khí rồi. Sợ rớt túi khí á. Bởi coi không có dám làm. Sau này thấy nó được, thấy nó không có đứng nổi, tu khí không có bị rớt đâu. Vậy mình nhận kính rồi. Dạ đúng rồi. Cái này 2 tô. Ừ, 2 tô. Thường thường là 2 tô. Đây được hết rồi ha. 25 cái được chưa? 50 cái nữa. 50 cái đóng chia ra được không? Đóng hết đây. Dạ. Đóng đây hết ha, đóng người kia rồi. À, mỗi bên 50 á anh. Dạ, có dạ. Lại qua đó cũng ngon, để tôi ra lại qua thử. Dạ. 50 qua lại qua. Rồi đóng hết hàng này cái đi. Lại qua thì nó nhỏ nhưng mà điều nó vẫn cho nó được cây. Cái mốt từ mình nhớ qua rồi quay lên tao bữa nào tao lấy mà nhớ mình lên quay cho tay. À, tao giới thiệu cho lại qua tao mới được. Tao tích luôn đó trời đó. Đi qua tao chê không có hình ảnh xe. Ừ, vậy đó. Nó khác kiểu người ta. Tôi khen anh cứ không tin đi không quay phim chứ. 400 cây vườn này trung bình năm ngoái là 120 ký ha. Dạ. Em nghĩ năm nay chắc hơn nè. Năm nay chắc có thể hơn á. Thì năm nay thấy cái cây to. Lá đẹp. Năm nay cây lá tốt hơn nhiều. Phải làm cái này á thì nói chung ra bây giờ mình thấy có người thì biết làm thì thấy không ngán, mà có người ta cứ người ta khoái sản lượng là chết. Nói chung là cứ khoái sản lượng đó, ăn cho nhiều thì không được đâu. Dạ, quá sức cây không được, không bền được. Mình cứ nghĩ vậy thôi, nghĩ rằng mình cũng như việc nói mình có 50 ký thì gánh nổi chứ hơn nhiều quá gánh nổi đâu. Mình có 50 ký, mình cưới con vợ tầm khoảng 50 ký cho xuống nữa anh. Chứ mình 50 ký mà mình cưới con vợ hết 200, hết 100 ký là coi như là thua rồi á. Không có làm nổi rồi. Cái này đóng tôi thấy cái khoái đóng ngập không. Dạ. Sợ không. Dạ. Thấy
mà nó này nó tương đấu cái dòng răng này nó tương đấu là vừa chứ nó không có sâu lắm đâu. Dạ, nó có ba kích cỡ là 2 ly 2, 2 ly 8 với 3 ly rưỡi. 2 ly 2 là anh đóng cho những cái dòng cây dưa hoa hoặc là cây da nguyên sinh đó, da đẹp á. Còn 2 ly 8 là mình đóng cho mấy cái như BB260. BB260 hoặc là cây rêu mà dày như cây anh nè, cây rêu lớn này bắt đầu có đục nè. Còn cây còn 3.5 là dành cho những da cây tái sinh nè, da cây tái sinh giống như da này nè. Thì nó u nần quá nên mình phải dùng cái loại đó nó mới ăn hết được đều vô trong cái da được. Không mà cái này đóng vô cái xác nó hết luôn. Hết vô thành luôn, tự nhiên là dễ hơn. Nó dễ hơn cái thằng kia. Mình khỏi cần canh đúng không anh? Khỏi canh. Nó nhanh hơn nhiều. Mà nó không có sợ xì. Tự nhiên là mình lợi cái là mình không sợ nó bị xì túi khí đó. Còn kia mình sợ xì túi khí lắm. Mà ở đây người ta nói là những cái cây mà nó hay bị dập vỏ như thế này nó là nhiều mũ anh nhỉ? Đúng đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ở Tây Ninh em thấy là người ta nói cây dập dập càng nhiều mũ. Mà anh em mấy cái anh kia anh nói trời ơi cái chú cây này chắc mũ lắm. Anh đi đợi mà anh kiểu như anh coi á. Dạ. Cây cái dập dập như thế này. Nó mũ nhiều hơn cái thằng học cái giọt. Nó thằng liền quá mà không yêu hủ chứ tôi không hiểu sao rồi. Cái thằng cạo mà nhiều năm nó cạo qua vườn á, nó kiểu nó cạo á. Dạ. Cậu bằng tay thôi cái này nó chỉ bông cái lớp vỏ mỏng ngoài. Ừ nó bông cái vỏ chứ cái này nó vẫn cao vẫn còn nó bông lớp vỏ mỏng thôi. Ừ này im nó đóng vậy là khỏe lắm, cứ mũ trong vẫn bình thường. Nó có thể là mũ nó hình nhiều hơn cái thằng khổng vỏ bông như thế. Nó là tôi không hiểu sao nó bông ngoài chứ trong không có đâu. Giống cây nó sao đâu nữa. Cái này cái gì hơn đóng khỏi canh cứ đóng vô cứ bỏ đi đóng vô bỏ đi mai bơm khỏe u việt nhiều. À năm nay có một cái che mưa em nghĩ là phù hợp với cây của anh luôn. 15 ngày nữa em sẽ gửi mẫu. Cực kỳ phù hợp với cây dạng này của anh. Cái này á, cái này cũng che bậy vậy đúng không? Chứ mà mình nó phải có cái dây di chuyển đi. Dạ. Chứ không di chuyển đi nó dở. Nó dở nó thả mình khoan hoài một chỗ á, cây nó hình như cái chút nó chịu không nổi rồi. Không phải anh, nó huy động cái tướng mũ ở phía trên nó đó. Nếu mà anh cứ lấy liên tục á thì nó cái tướng mũ đó cứ bị rút mũ liên tục thì nó sẽ bị yếu. Làm như bị khô à. Dạ, nó bị yếu. Nó giảm mũ nên tại sao mà cái phương pháp này là phải di chuyển nắp chóp là vậy đó. Di chuyển hoài. Dạ. Di chuyển cho hả càng xa càng tốt. Không định có gần quá cũng dở luôn. Đó mình giờ đi luôn. Dạ giờ càng xa càng tốt, còn nếu mà cây có sức thì mình cứ giờ ngang qua cũng được. Thằng này như lại bông bông cái da tông vẫn xanh lét. À. Nó da xanh lét trong xanh. Xanh lét à, nó đâu có chưa. Dạ. Thấy vậy chứ nó bông bông rồi. Mấy cây. Ừ. Nó bông vậy chứ cái trong tạo lên cái nó xanh nát ra nè. Cái đó cái bông cạn xanh nát. Đó từng cây này nó vậy. Ừ. À mình giờ mình bây giờ mình thấy vậy chứ nó trọt nè. Để thử nó ra mũ chưa. Nó ra mũ, từ từ nó hình mũ đó. Tại vì cái cây này nó phải từ từ nó mới ra chứ không phải như người ta. Đầu mù mà. Ừ. Nó chưa có mũ nhiều. Dạ. Chứ mình trọt nhiều thì không. Nó ra rốm nữa, rốm ra từ từ đó. Kiểu như cái cây nó đủ từ từ nó rốm mũ ra. Tại vì anh chọt thì nó cũng bít cái mạch đó mà. Nó ra rồi. Nó từ từ nó mới ra chứ nó không phải ra cái thà. Giờ chọt cũng chưa tới. Mình chọt có chiếc chứ đâu có nhiều. Đó bây giờ cái này là nó mau hơn. Không nhanh hơn nhiều. Phải là nãy tôi nghe anh Tự nói tôi nói nhanh mà làm cái này mau nhiều lắm. Thành đóng nắp chóp hơi cao ha. Cao bây giờ cây mình nó cao rồi mình. Thang đây hàng. Dạ. Thang đây hàng đó theo. Không? Cái nắp vốn mình thang hàng đó là vừa thì cây này nếu cái này qua năm sau nữa là anh ăn lại ở cái phần dưới đây là được rồi đâu có cần phải không khả năng đó hoặc là đỡ cao anh ăn dưới đây luôn cũng được. Giờ đi qua lại qua hay sao có đi lại qua không? Dạ thì đi qua lại qua đây đi thẳng luôn ấy. Lại qua thì nó cây này non dữ lắm mà đều thấy nó đạt cái chứ nó không có đâu. Cái bên đây là có trồng cùng lúc với bên anh không vậy? Cái này
cùng này nó cũng cùng lúc á. Cái này thằng này vừa cùng. Dạ. Giờ lên cạo đục cũng rồi tí nhánh hết rồi. Ừ, giờ nó sắp xong rồi. Áo sắp thanh lý rồi. Bị năm nữa là thanh lý còn gì nữa rồi. À tí nhánh rồi. Cái này nó cạo á, nó cũng là lớp lớp chứ nha. Chứ không phải cạo một nhất lẹt à. Cái này cạo cũng như là mấy cái anh này cạo dưỡng cây ha. Ít giờ ảnh là biến. À, ít cạo. Ít cạo chứ không phải là. Mà tới chẳng ba gần hết rồi. Chắc hết hết năm nay rồi. Em sợ là năm nay là chưa hết năm đã tới là đã phải hành lý rồi. Mà mấy ảnh nó cạo sao rồi đó. Mà nó cạo được cạo sao hết năm. Nhưng mà em thấy là cái cây bên anh này thấy to hơn nè. Ừ, vườn bên đây thấy to hơn. Vườn đây giờ áp khí 2 năm. Cây giờ nó to khủng hoảng luôn. Đúng là cây rêu, tính ra cây rêu nó có sức anh nhờ. Cây rêu tính ra nó có sức đó chứ, chứ đâu phải là nó nhỏ đâu, mà tại vì do bắt đầu cạo đục nên nó bị mất da, bị mất sức thôi chứ. Cây này là còi nè, nhưng mà cây này không phải là hoa. Nhưng mà cây này hình như có phải là hoa không, em thấy thân nó hẳn đột lên mà. Dạ, à cây dặm ha. Nó cây tàn cây to to không? So với vườn bên kia là khác hẳn mà da còn quá trời, da còn nhiều lắm. Da còn cỡ 2 năm mất có nhiêu đây, còn quá trời, cây to hơn. Này ai làm cũng được đúng không? Này ai làm cũng được. Là mau lắm. Tính ra là lai hoa này bắt đầu qua năm thứ 6 là nó áp khí đúng không? Ừ, mà cây nhỏ nhỏ mình được áp luôn. Có hai cây nữa mình chăm sóc này mấy giờ có kiểu như trồng cỏ nước bò á. Dạ. Chứ cây này thì nó được nè, nó không có vậy, nó không đến nỗi. Hôm nay được 40. Đúng không? Bây giờ nó cái lỗ nó vẫn bình thường. Dạ, không xanh trong. Thấy không? Vẫn xanh lét luôn, không có gì hết. Lai hoa này tính là mạnh lắm rồi. Đó hai được cái là nó vết thương nó lành cũng lẹ. Vết thương nó lành nhanh lắm á. Nó đùn ra cũng nhanh. Nó đùn ra hết. Lá này nó còn nguyên này nè, dạ. Anh thấy nè. Dạ. Nó không đùn có ra. Gì hết. Đó. Đúng như là cái lá đùn ra nó xanh ở trong. Nó xanh bình thường. Không có gì hết. Dạ. Nó chỉ có cái dấu ngoài vậy thôi. Mà cái này tương đối ngủ được lắm nha. Tại từ nó chê người ta. Bữa nào tôi lại hai biết sao áp khí á, nó bị tình trạng là đóng vô mũ bị xì á, da mỏng á, với lại trong cái tuyến da cát của nó có tiếng mũ nhiều nè, nên nó bị cái tình trạng đó nên đóng không được, nên người ta làm người ta cực quá. Nhưng mà chuyển qua loại này thì giải quyết được vấn đề đó. Thì bây giờ cái này á là tôi thấy nó ưu việt á, ví dụ giờ gọi lợi lợi của nó ấy đi. Dạ. Lấy cái cây về nè, lấy cái cọng kẽm mình có éo luôn rồi quéo nó làm giật ra cái rầu. Tại hôm sau mình mới bơm khí, mà hôm sau mình bơm khí mình lúc đó mình mang theo cái nguyên cái bịch túi khí theo người nè, mình tới cái nào bơm mình nhìn cái nào bị dướng mình móc ra xong mình cũng gắn vô lại là xong. Nên không có cây nào mà bị mủ xì vô trong nắp chóp hết. Cái này nó đạt hơn nhiều. Mà đóng cái loại này nó cũng ít mủ xì vô trong nắp chóp, tại vì anh chọn cái loại nóc nó lú ra 22 thôi. Anh cứ đóng hết cỡ vô cây, đơn giản, khỏi cần canh gì hết. Còn hồi xưa là một cái canh này, cái nọ. Bây giờ em đa dạng hóa cái sản phẩm. Em đa dạng là nhiều cái kích cỡ inox để cho mà làm cho nó lẹ. Đi nhanh lắm, đi mà có quần ống, có cái thùng ha. Dạ. Cái thùng á, Hoàng Anh, bỏ cái nắp chớp ở đây đi mau lắm. Cứ đi lên là cái dưới này, cái dưới nha. Dạng cái đồ lấy mũ tạp đúng không anh? Cái đồ lấy mũ tạp mà bằng thiết hay bằng inox mình mang trên người đúng không? Ừ. Đeo lên. Đeo lên bao hơn. Cái này mình biết sao nó mình lấy ra coi chứ nó mò lâu lắm, còn cái thùng mình để ra mau lắm.